mày một tí, gọi là phân. Để mua một chút ăn cho mấy cả quê rồi ở nhà cho anh. Ui, chút tiền nữa đây, tao xin một ít thôi. Chết mẹ. Thank you.
Nhận được đúng rồi, nhận được đây đúng rồi. Không rách phải, này. Anh người ta đi vứt đồng to này. Rồi chỗ rách này tính là 20.000 rồi thì cứ trả 100 nhé được không? Cắt cái này ra chứ. Ta không hàng đổi rồi mất công chứ. Đổi mất có 2.000 thôi. 2.000 rồi bà còn mất công đi, mất buổi đi đấy, được không? Có 20.000 nhé, trả 100. 100 nữa nhỉ bà, có 100 nữa nhỉ. Bà lại to đi. Rách có một tí. Dán vào là được, chẳng qua cháu quên dán. Đây. Đấy đúng rồi. Tiêu à, bà để ăn gian à? Tiêu có đồng một lít. À, thiếu hai đồng này nữa, bà tưởng cháu không biết gì à? Bà thử mấy xem là bà biết gì không? Ui trời. Đây. Bà không. Đây, bà giả lại. Năm đỏ rồi. Năm đỏ à? Bà hết rồi. À, đây đỏ này. Không. Cái này là đỏ à? Thế thì tất cả rồi. Tất cả rồi. Tất cả rồi. Tất cả rồi. Được trừ mà đấy 10.000 là bằng 10.000 này, ra thế này mất công đổi lắm. Về, cháu về đây, cháu về đây. Ông không mà cãi gì nữa. Mà cãi, bye bye nhá. Cháu về đây. Về làm món gì đấy? Món, không biết. Đây là món ăn, món này. Không có gì, có nhiều sữa nhỉ. Cháu để gì? Chó ăn à? Chó ăn thì không có cháu thôi. Ông cháu à? Ông cháu à? Ông cháu nó đâu, cháu không ăn được. Cháu về đây, cháu tự nấu. Ghét thế.
có ghi là người nữ này. Ui ôi, khét khát thôi. Ui chạy nhà thôi. Ui gì đây? Ôi chạy á. Ui ôi gì đây?